Xin kính chào quý anh chị đang theo dõi chương trình mua bán ô tô xe hơi. Thì chiếc xe tiếp theo ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến quý anh chị, đây là một chiếc xe rất mới, vô cùng mới. Chiếc này là chiếc GLC 200, được sản xuất vào năm 2021, sở hữu ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem. Thì chiếc xe này còn mới như thế nào, chất lượng ra làm sao, đi kèm về giá bán như thế nào? Thì xin mời quý anh chị hãy đi cùng với em để có thể hiểu rõ hơn về chất lượng của chiếc xe ạ. Em sẽ đi một vòng quanh xe để quý anh chị có thể hiểu rõ hơn về chất lượng chiếc Mercedes 200 được sản xuất vào năm 2021 này ạ. Nó là phiên bản giá rẻ nhất của dòng GLC, nhưng mà cũng đã được trang bị hệ thống đèn LED toàn bộ ở phía trước ạ. Vô cùng thể thao, rất đẹp luôn. Mặt ca lăng cũng mới, vô cùng đẹp. Em có thể khẳng định đây là chiếc xe GLC 200 số hiếm trên thị trường xe cũ hiện nay. Nước sơn thì chắc chắn là lên đến 100% nước sơn zin ạ. Xe em chưa dọn rửa gì luôn, vô cùng mới. Biển 30G. Hệ thống đèn đằng sau cũng full LED toàn bộ rồi ạ. Cốp mở điện 100%. Quý anh chị bỏ tiền ra mua một chiếc xe của Mac, SUV của Mac, thì các quý anh chị không cảm thấy hay, không hài lòng. Tại vì dòng SUV của Mac thì chạy rất hay. Dòng này thì được tính là CUV thôi, không được tính là SUV, CUV thôi. Nhưng mà nó là chiếc xe đi vô cùng dễ chịu, êm ái, nhẹ nhàng, phù hợp cả anh em lẫn chị em. Các cái bộ phụ kiện của xe thì còn nguyên, lốp treo. Xe vẫn còn hơi bẩn tí, bọn em lấy về chưa vệ sinh dọn dẹp gì. Đây là nguyên bản hết ạ. Cốp mở rất nhanh, đóng mở rất tốt. Xe sở hữu ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem, kết hợp với cả màu nâu. Âm thanh của chiếc xe đã sử dụng là âm thanh Boomaster rồi đấy, quý anh chị nhé. Ghế chỉnh điện 3 vị trí nhớ, 4 vị trí nhớ. Các cái nút, hệ thống nút phím bấm thì còn rất mới. Tất nhiên tại vì chiếc xe còn rất mới ạ. Số km đã chạy của chiếc xe hiện tại đang dừng lại ở mức là 1.012.883 km à mai. Rất mới ạ. Xe được đăng ký vào năm 2021 luôn nhé quý anh chị. Chiếc xe này thì chắc em không có gì để nói rồi. Hệ thống màn hình giải trí cũng đã là hệ thống màn hình giải trí cỡ lớn rồi. Xe thì là phiên bản C200, nhưng đã được trang bị đầy đủ tất cả tính năng. Hôm nay ở bên em, bên cạnh cửa hàng nó đang sửa cho nên là hơi ồn một chút, quý anh chị thông cảm ạ. Hàng ghế phụ của chiếc xe thì đây ạ. Để mà nói ngồi thoải mái thì chiếc xe này ngồi vô cùng thoải mái. Cả hàng ghế trước và hàng ghế sau. GLC cũng là một dòng xe mà được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam rồi. Nên về các option hay là về các tính năng của chiếc xe thì chắc em cũng không phải bàn nhiều, tại vì trên mạng có vô vàn. Chỉ là về độ mới của chiếc xe thì thôi, quý anh chị có thể nhìn. Đây em sẽ mở. Xe thì chưa được trang bị cửa hít nhé quý anh chị. Cửa là cửa đóng mở bình thường thôi. Có hít thì cũng dễ hỏng hơn là không có hít. Em sẽ mở phần nắp capo lên quý anh chị có thể xem. Đây là park. Nắp capo là ở dưới này. Đấy. Toàn bộ khoang động cơ của chiếc xe đây ạ. Các cái con ốc, các cái chưa nút, các cái con ốc bắt nắp capo thì nguyên bản. Xe thì không có gì để bàn cãi rồi. Em chỉ quay lên đây là để cho quý anh chị nhìn hiểu rõ hơn về chiếc xe thôi.
Chứ còn khi mà đã quý anh chị đã kết chiếc xe này rồi, quý anh chị có thể mang chiếc xe này đến đại lý chính hãng để có thể check, kiểm tra được rõ ràng nhất về lịch sử của chiếc xe. Chiếc xe này thì 100% full bảo dưỡng hãng và tất nhiên là vẫn còn bảo hành tại đại lý chính hãng ạ. Thì em xin nhắc lại chiếc Mercedes GLC 200 sản xuất năm 2021, số km đã chạy là 1 vạn 1, được khoảng tầm gần 2 vạn km, đang được em bán mức giá là 2 tỷ 090 triệu đồng. Và tất nhiên thì giá là năng lượng ạ. Quý anh chị hãy vui lòng liên hệ giúp em đến số điện thoại em để ở phía dưới để có thể em có thể gửi thông tin hình ảnh cụ thể nghiệm chiếc xe thử xem mình có phù hợp không. Nhưng mà em khẳng định luôn là GLC là một chiếc xe rất đáng để sở hữu. Nó vô cùng êm ái, nhẹ nhàng. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi chương trình. Chúc anh chị một ngày tốt lành ạ.